Hello, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Stickman Echo Live. Let's go. Ok. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếng thứ hai. Put your room. Let's go. One, two, three. Let's go. Bảy lượt. Wow. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ ba. Brandy Chapter 2. Develops. Let's go. One day. Ok, mình sẽ lên trên tầng 2.
Rồi bỏ lại ra đây luôn. Ho, ra đây. Mình sẽ xử lý ông ta luôn. Let's go. Ok, tiếp tục cho cái này vào. Oh my gosh, mai ông ta không để ý. Oh my gosh. Rồi mình sẽ đi xuống dưới luôn. Và mình sẽ xuống đây luôn, xem có gì không. Không có gì đây. Let's go. Oh my gosh. Oh!
Ok, bây giờ mình sẽ vào trong này xem có gì không. Mà con này không, mình bắn cho phát là đi luôn mà. Rồi, đọc vào đây. Không có gì đây. Wow. Let's go. Lấy khẩu súng đã. Mình sẽ lên lấy một chiếc chìa khóa, sau đó tôi mở để lấy khẩu súng shotgun ra. Vô bình kê. Oh my god. Wow. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game thứ tư, House of Fear. Sorry. New game. Chìa khóa. Rửa nó xuống đây mà nó không xuống. Ai tất. Rất là hại luôn. Thank you.
không trúng rồi. Wow. Oh my gosh. Đây không có gì. Ồ, có một cánh cửa. Wow, đây rồi. Nhưng mà mở cái gì đây? Xuống dưới tầng hầm. Cho cái đường này. Oh man. Sống lại rồi. Oh my gosh. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Senenarina, The Sola. Let's go. Oh my gosh. Wow. Quyển sách thứ 3. Đây ngõ cụt rồi. Đi tiếp ra ngoài. Cái này đúng là như một mê cung. Và bạn đang là người bị lạc trong mê cung này. Wow, bỏ cụt luôn. Đó, các bạn cứ đi xung quanh và tìm tất cả là 8 quyển sách thì là các bạn sẽ hoàn thành được game và thoát khỏi mê cung này. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Sidon here, Granimos.
Let's go. Spongebob. Wow. Ok, mình sẽ xuống kia xem, thế nào. Ồ, cái này bấm một lần coi như không được nhặt nữa. Wow. Cú vít này cũng không được nhặt các bạn ạ. Không hiểu sao. Nếu không mình đặt thế này thì không thể nào thoát ra được. Cho nó bị lỗi rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Slender 2. Let's go. Ok, và từ game này thì mình sẽ đi xung quanh và tìm những con ma sẽ lẩn vẩn trong này. Các bạn phải xem lùm và chụp 7 bức ảnh ma. Let's go. Đây rồi. Con đầu tiên. Let's go.
Wow, trong này không có gì. Chỉ có tiếng khóc thôi. Đây, gần đây có con nữa. Đây rồi. Ok, rồi các bạn cứ đi xung quanh và tìm tất cả là bọn con ma. Và khi gặp Slenderman thì các bạn phải quay đi thật nhanh. Nếu không thì sẽ bị ông ta bắt mất và đâu đó các bạn lại phải trở lại từ đầu. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang từ game tiếp theo. Đây là một tựa game kinh dị. Hello. Your pizza's here. Và tựa game này thì các bạn phải chơi rất cẩn thận. Bởi vì đây là một tựa game ma rất là hại luôn. Rồi đầu tiên thì mình sẽ mở cánh cửa ra. Không mở được cánh cửa ra đâu. Đây là cửa phòng chính, nhưng không cho mở. Rồi ok. Có một cánh cửa tự động mở ra. Wow. Tựa game này nếu mà các bạn chơi mà cảm thấy đỡ khiếp thì các bạn có thể tắt tiếng đi. Ok, let's go. Trong này không có gì. Now, and the police still haven't found any leads on the bizarre death of a local couple. The couple was found lifeless in their living room as neighbors were jogging by. The front door was wide open and the bodies could be easily seen from the street. There were no signs of forced entry, and the police had ruled out the burglary as a motive. Neither body had any evidence that the cause of death could not be determined by the coroner. Gương này vỡ hết rồi. It seemed as though the residents were preparing to move. The police have yet to find them. Wow. Oh my gosh. Nó đâu rồi? Đứa trẻ đã biến mất. Rồi, tiếp tục mở cánh cửa này ra xem nào. Không có gì. Đúng là một tựa game ma kinh dị. Let's go. Rồi đi ra ngoài đây. Wow. Rất là hãi luôn. Oh my gosh. Tự nhiên mất điện to om luôn. Ok. Đó, các bạn đi xung quanh và thăm tính cái tòa nhà này. Đây là một tòa nhà ma rất là kinh khủng. Rồi ok, và bây giờ thì mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.